Những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Bước sang tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đặc biệt là vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và cả nước liên tục ghi nhận hình thức lừa đảo đặt hàng, mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền. Người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn này của các đối tượng lừa đảo. Hè phố thông thoáng hơn sau một thời gian quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thu phí vỉa hè. Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày 27 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Tôi là Dương Trang, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, bước sang tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 7, hôm nay Quốc hội dành cả ngày làm việc thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Dự án luật này thì đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội cả nước, đặc biệt là vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang thiết kế hai phương án trình Quốc hội quyết định việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, phương án 1, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước khi luật có hiệu lực, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Người bắt đầu đi làm và tham gia hệ thống từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 không được rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp theo quy định. Phương án 2, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban xã hội cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1 của Chính phủ đề xuất và cũng là ý kiến của đa số người lao động tại một số địa phương được cơ quan chủ trì thẩm tra lấy ý kiến. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ sớm có đề án hỗ trợ và ban hành quy định phù hợp, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng thay vì lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi đến các vị. Vào sáng nay ngày 27 tháng 5, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động so với hôm qua. Nhóm Big Four sáng nay có BIDV điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn với mức tăng là 0,1%. Các ngân hàng khác như là ngân hàng AP Bank, NCB, VB Bank, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn được điều chỉnh tăng. Sau đợt điều chỉnh vừa qua thì mặt bằng lãi suất tiết kiệm cao nhất đã quay trở lại mốc trên 6% một năm. Làn sóng tăng mạnh lãi suất trở lại trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp kéo dài, tiền gửi dân cư cũng ghi nhận dấu hiệu dịch chuyển bớt khỏi kênh ngân hàng bởi các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn. Để giữ chân được tiền nhàn rỗi, các dự báo đưa ra là khả năng lãi suất tiền gửi sẽ còn tăng. Gần 3.000 tỷ đồng là tổng số tiền đã xử lý kê khai, nộp thuế, truy thu thuế, xử lý vi phạm trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023. Bộ Tài chính cũng cho biết là việc tăng cường xử lý các vi phạm về thuế trên các trang thương mại điện tử đã làm tăng ý thức đóng thuế của nhiều người dân trong việc kê khai và đóng thuế. Chỉ cần một máy tính và một chiếc điện thoại thông minh, mọi hoạt động giao dịch, giới thiệu sản phẩm và bán hàng của hộ kinh doanh đều được dễ dàng thực hiện thông qua các sàn thương mại điện tử. Theo quy định, người bán hàng sẽ phải tự đi kê khai và nộp thuế. Thế nhưng, không nhiều cá nhân thực hiện nghĩa vụ này. Lý do có nhiều, như chưa hiểu biết về pháp luật thuế, cố tình trốn nghĩa vụ đóng thuế, thậm chí là thiếu hiểu biết trong việc đóng thuế. Bản thân tôi đã từng buôn bán online trên các sàn thương mại điện tử, tại vì các sàn này khá dễ dàng cho những cái bạn trẻ như tôi để khởi nghiệp. Nhưng mà về vấn đề đóng thuế thì thực sự tôi không biết và cũng chưa tìm hiểu sâu. Thường thì tôi sẽ quan tâm đến đối tượng khách hàng và sản phẩm hơn là những cái vấn đề pháp lý và tài chính liên quan đến kinh doanh. Cả nước hiện có 357 sàn giao dịch thương mại điện tử. Gần 200.000 cá nhân đang hoạt động kinh doanh thương mại thông qua các sàn giao dịch này. Năm 2023, doanh thu thương mại điện tử lên đến 3,5 triệu tỷ đồng. Thu về 97.000 tỷ đồng cho ngân sách, tăng 16% so với năm 2022. Tuy nhiên, con số này vẫn còn nhỏ bé so với doanh thu thực tế của các tổ chức cá nhân kinh doanh trực tuyến. Chúng ta biết rằng là đã là kinh doanh
thì dù là kinh doanh truyền thống hay kinh doanh thương mại điện tử thì đều phải đóng thuế. Khi mà chúng ta có doanh thu, có cái lợi nhuận, và như vậy có nghĩa là với mỗi một cái chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân, cái việc đóng thuế là công bằng và bình đẳng với nhau. Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết hiện có 93 tổ chức, công ty công nghệ của nước ngoài như YouTube, Google, Facebook, Microsoft đã kê khai nộp thuế trên cổng thông tin điện tử nộp thuế, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới của Bộ, đạt 14.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã triển khai trong toàn ngành công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử chưa tuân thủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Kết quả lũy kế trong 3 năm 2021, 2022 và 2023, tổng số các tổ chức cá nhân đưa vào diện rà soát là 31.570 cơ sở kinh doanh, đã xử lý kê khai nộp thuế, truy thu thuế, xử lý vi phạm đối với 22.159 cơ sở kinh doanh, với số thuế tăng thêm là 2.917,9 tỷ đồng. Cường tính tuân thủ đối với người nộp thuế, và cái tính tuân thủ của người nộp thuế nó luôn luôn đi cùng với nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Và trong những năm vừa rồi thì do áp dụng biện pháp quản lý rủi ro thì cơ quan thuế cũng đã có những cái biện pháp rất là cụ thể. Bên cạnh cái vấn đề cải cách thủ tục hành chính về thuế, cắt giảm các cái thủ tục hành chính về thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, rồi lại là thực hiện các cái kê khai đối với các nhà cung cấp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam trên cái cổng thông tin điện tử của chính phủ, thì phải làm thế nào để người nộp thuế họ hiểu và họ tự tuân thủ pháp luật. Cái trách nhiệm và nghĩa vụ về kê khai thuế, tính toán, đóng thuế và nộp thuế là trách nhiệm của người kinh doanh. Do đó người kinh doanh phải là người chủ động kê khai, tính toán và nộp thuế. Còn cơ quan thuế chỉ là người kiểm tra, giám sát. Và nếu như trong cái trường hợp mà cơ quan thuế thấy rằng là cái người kinh doanh không đóng thuế thì lúc đó sẽ nhắc nhở và có thể có cái hành vi xử phạt theo các cái quy định của nhà nước. Các chuyên gia cũng cho rằng Tổng cục Thuế cần tiếp tục công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và tính tự giác trong việc chấp hành pháp luật thuế, đồng thời tăng cường xử lý những vi phạm để tăng tính răn đe, từ đó làm thay đổi ý thức của mỗi người dân khi tham gia kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị, sau những tháng đầu năm xuất khẩu cá tra sụt giảm, cho đến thời điểm này thì xuất khẩu cá tra đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, được các thị trường gia tăng nhập khẩu khiến cho kim ngạch xuất khẩu cá tra tăng vọt. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 725 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thì thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam nhiều nhất hiện nay là Mỹ, sau đó là thị trường Trung Quốc, châu Âu và một số thị trường Nam Mỹ khác. Với sự khởi sắc của chế biến và xuất khẩu cá tra hiện nay, ngành cá tra dự báo là giá xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ tăng 10% trong quý 3 năm 2024 bởi sự cộng hưởng các yếu tố nhiên liệu, chi phí logistics, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt. Đây là cơ hội cho toàn ngành cá tra Việt Nam. Vào thời điểm này thì các vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bước vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên thì năm nay do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, cây sầu riêng bị sốc nhiệt nên trái non rụng nhiều, vì thế mà năng suất cũng giảm mạnh. Tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa có 41 hecta sầu riêng đang cho thu hoạch, dự kiến cho sản lượng gần 700 tấn và giảm khoảng 10% so với những năm trước. Tuy nhiên thì nhờ áp dụng trồng theo hướng Việt Gáp, xây dựng sản phẩm ô cốp và mã số vùng trồng nên là sầu riêng của địa phương được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ mẫu mã, chất lượng trái tốt. Nhờ vậy mà giá bán luôn ổn định, thậm chí là có thời điểm lên đến 70-80.000 đồng 1 kg. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 1.400 hecta sầu riêng, chủ yếu là giống Ri6 và Monthong Thái Lan. Năm nay thì bình quân 1 hecta cho sản lượng khoảng 8-10 tấn, giảm từ 10-20% sản lượng so với năm 2023. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện và xử lý hơn 5.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Vào đêm ngày 23 tháng 5 tại quốc lộ 1A,
xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, công an tỉnh Quảng Nam đã dừng xe ô tô tải do tài xế Lê Đức Hùng, trú tại tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 5.300 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất, không dán tem theo quy định, không có hóa đơn chứng từ kèm theo khi lưu thông. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và cả nước liên tục ghi nhận hình thức lừa đảo đặt hàng, mua hàng sau đó là chiếm đoạt tiền. Đây không phải là phương thức mới, nhưng với thủ đoạn tinh vi, có kịch bản nên là nhiều người dân vẫn trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, bị chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông này mở cửa hàng bán sim thẻ điện thoại và việc quảng bá giới thiệu cửa hàng trên nền tảng mạng xã hội với mục đích bán được nhiều sản phẩm là điều ai cũng mong muốn. Và sau một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, anh đã được một người đàn ông lạ mặt điện thoại đặt mua hơn 3 triệu tiền thẻ điện thoại, thẻ vừa nạp gửi cho khách. Đến khi kiểm tra tài khoản, anh mới nhận ra tin nhắn thông báo tiền là tin nhắn giả. Thì hôm ấy là có đăng số điện thoại với tài khoản ngân hàng lên Facebook, Zalo để tôi bán sim. Thì hôm đấy tôi thấy có một đối tượng là gọi điện cho tôi đặt mua số lượng sim lớn ấy, mệnh giá từ 100 trở lên. Tôi đồng ý và bảo đối tượng chuyển khoản. Thì sau một thời gian 1-2 phút gì đấy thì tôi thấy có tin nhắn đến. Thấy tài khoản là Viettin nổi tiền là 3 triệu, dương 3 triệu. Lúc đấy tôi cũng kiểu tin tưởng ấy. Thì tôi tắt đi là tôi bắt đầu lấy thẻ cào ra tôi cào. Thế tôi chụp ảnh tôi gửi cho đối tượng xong thì tôi mới nhớ ra là tôi kiểm tra lại là hóa ra cái tin nhắn ngân hàng là không thấy nổi tiền. Thì tôi mới để ý là họ làm giả cái tin nhắn đấy. Thế xong lúc tôi gọi lại là không thấy liên lạc được nữa. Đây chỉ là một trong số hàng chục vụ việc tương tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian vừa qua với số tiền lừa đảo lên tới hàng tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những cửa hàng kinh doanh, buôn bán, lợi dụng sự mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin của chủ cửa hàng thực hiện hành vi lừa đảo. Và thường các đối tượng cũng là một nhóm tội phạm câu kết, móc nối, thậm chí có cả yếu tố nước ngoài nên khó khăn trong công tác truy vết. Các cái loại tội phạm thì ngày một thay đổi phương thức thủ đoạn, thường xuyên thay đổi. Và chúng luôn tìm mọi cách để xóa dấu vết, để che giấu hành vi phạm tội của mình. Dẫn đến là cái việc truy vết, truy nguyên trong quá trình đấu tranh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái không gian và cái thời gian, cái địa bàn hoạt động của các loại đối tượng. Hiện nay thì các đối tượng có thể là từ địa bàn, từ nước ngoài, vẫn có thể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ở trong nước. Vì vậy công tác đấu tranh của chúng ta trong cái truy bắt đối tượng là cực kỳ khó khăn. Truy nguyên được đến rồi nhưng mà để mà bắt được đối tượng về để thực hiện những cái biện pháp tố tụng tiếp theo cũng đã là rất là khó khăn. Hay là cái việc thu hồi cái tài sản và của các cái nạn nhân bị lừa đảo cũng gần như là rất là khó trong các cái vụ việc đã xảy ra. Đối với người dân thì cơ quan công an khuyến cáo là trước hết là thường xuyên cập nhật các cái bài tuyên truyền của cơ quan chức năng, các lực lượng công an từ trung ương đến địa phương, nắm chắc các phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm. Đặc biệt trong quá trình giao thức trên mạng thì người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối là không chuyển tiền, không liên hệ với những đối tượng không quen biết, lạ mặt và đặc biệt là không tham gia vào các cái những cái nhiệm vụ hay những cái dự án mà mình không có am hiểu sâu. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, sự việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì cần liên hệ trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong kinh tế phương Nam. Kim Thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương Nam. Kính thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xử lý gần 20 vụ vi phạm về thuốc lá điện tử, tổng trị giá hàng hóa là hơn 5,2 tỷ đồng.
Theo Cục Quản lý Thị trường TP HCM, trong thời gian qua, các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý Thị trường TP HCM đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trong thương mại truyền thống và trên thương mại điện tử đối với các hoạt động kinh doanh hàng hóa có điều kiện, các loại hàng hóa chưa được cấp phép. Trong đó, chú trọng tập trung xử lý thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Kết quả trong 5 tháng đầu năm 2024, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện kiểm tra xử lý 19 vụ vi phạm về thuốc lá điện tử, tạm giữ hơn 15.500 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm, tinh dầu và phụ kiện với tổng trị giá hơn 5,2 tỷ đồng và đã xử phạt với số tiền là 347 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố về quyết định chủ trương đầu tư dự án tăng cường năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác tại các tuyến đường thường xuyên có tình trạng kẹt xe là điểm đen tai nạn giao thông. Thành phố đề xuất cải tạo nâng cấp quốc lộ 50 đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường số 10 với quy mô 780m 11m, tỉnh lộ 15 đoạn từ đường Nguyễn Văn Khạ đến văn phòng ấp Bến Cỏ và đoạn từ cầu Rạch Sơn đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi với quy mô 4.785m 11m. Đường chui dưới dạ cầu Phú Hữu phía vòng xoay liên phường thành phố Thủ Đức với quy mô 600m 8.85m. Và xây dựng mới đường gom cầu kênh Tẻ quận 7 với quy mô 1.500m 9m. Hai cầu bộ hành tại địa điểm trên quốc lộ 1K gần trường trung học cơ sở Xuân Trường thành phố Thủ Đức và trên tỉnh lộ 8 trước trường trung học phổ thông Trung Phú huyện Củ Chi, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 76 giao lộ. Tổng mức đầu tư dự án là 350 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án được đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2024-2026 và do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ làm chủ đầu tư. Các tuyến đường quận 1 thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm thu phí vỉa hè đã thông thoáng hơn, người dân du khách thoải mái đi bộ mua sắm trên hè phố. Sau thời gian triển khai thí điểm thu phí vỉa hè một số tuyến đường ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến vỉa hè này trở nên thông thoáng. Từ mép đường vào hơn 1 mét, một vạch sơn vàng đã được kẻ phục vụ để xe gắn máy. Phía sát nhà dân có một vạch trắng rộng hơn 1 mét để người dân kinh doanh. Ở giữa là lối đi bộ cho người dân và du khách. Theo ghi nhận trên đường Phan Chu Trinh quận 1, người dân và du khách có thể thoải mái di chuyển mà không còn cảnh lấn chiếm bởi các quầy hàng rong hay xe cộ đổ tràn lan. Làm nghề trông coi giữ xe trên đường Phan Chu Trinh nhiều năm, anh Nguyễn Ngọc Cường giờ đây đã cảm thấy an tâm, thoải mái giữ xe cho khách không còn lo sợ vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường. Tôi thấy là sau bao nhiêu năm tôi làm ở đây á, là khoảng 20-25 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ được ổn định như bây giờ. Trong lòng tất cả những người ở đây đều thấy phấn khởi vì cái việc cho thu phí vỉa hè để cho nó gọn gàng và ngăn nắp hơn. An toàn, rất là an toàn cho người đi bộ khi mà để xe ở ngoài và bên trong thì là cái lối đi bộ cho khách du lịch. Không có xảy ra tình trạng mất mát hay là trộm cắp giống như ngày xưa. Cái việc đăng ký vỉa hè thì tất cả những cái hộ kinh doanh ở đây đều được đăng ký và đăng ký hợp lại, đăng ký rất là minh bạch rõ ràng. Tôi rất cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo điều kiện cho người dân được có cái sự thoải mái như vậy và đẩy xe thì nó gọn gàng hơn. Các cấp mặc dù là mình đóng thuế nhưng mà rất là hợp lệ so với ngày xưa phải lo sợ là mình để vi phạm thì sẽ bị trật tự đô thị xuống làm việc. Sau thời gian áp dụng thí điểm thu phí sử dụng tạm thời trên 11 tuyến đường ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, các cửa hàng kinh doanh được tổ chức ngăn nắp trật tự kinh doanh mặt hàng hoa quả trái cây trên con đường này. Chị Huỳnh Thị Nhiên đã cảm thấy yên tâm ổn định việc buôn bán ngoài vỉa hè. Tôi bán ở đây là 26 năm. Hồi xưa tôi ra đây bán thì chưa có cho thuê vỉa hè. Thì giống như là mấy anh trật tự đô thị thì cứ chạy ra chạy vô vậy đó, rất là ấy. Nên năm ra là bây giờ cho thuê đường rồi nên cái vị mà yên tâm để làm ăn thôi. Rất là cảm ơn bên Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo điều kiện cho những người buôn bán lề đường như vậy để có cái điều kiện để ngồi ngoài vỉa hè để đóng thuế, để buôn bán, để ổn định, để buôn bán. Tại các quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn, người dân du khách thoải mái ngồi ở vỉa hè trò chuyện.
Bàn ghế được kê ngăn nắp phía bên trong vạch kẽ phạm vi sử dụng. Trước kia việc kê bàn ghế ngoài vỉa hè là sai quy định. Giờ đây, khi áp dụng thu phí vỉa hè, các hộ kinh doanh được quản lý việc buôn bán đã thuận lợi hơn. Trong thời gian thí điểm ngồi vỉa hè thì tôi cảm thấy là khách ngồi thoải mái hơn. Trước đây khi chưa được thu phí sử dụng vỉa hè thì việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Mình không được phép ngồi hoặc là mình ngồi thì nó bị sai quy định. Nó cảm thấy là mình không phù hợp để không được phép ngồi. Thì bây giờ khi mà mình được ngồi, được phép sử dụng thì mình thoải mái hơn. Trong cái thời gian kinh doanh thì mình cũng cảm thấy là an tâm hơn khi mà được ngồi vỉa hè rồi thông thoáng hơn. Chỗ đi bộ của bên ngoài cho người đi bộ cũng dễ chịu hơn. Thông qua những cái thời gian vừa qua thì tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo điều kiện cho dân có thể kinh doanh một phần vỉa hè để mình kinh doanh tốt hơn. Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết người dân ủng hộ việc đóng phí mức phí theo quy định cũng như đồng thuận việc đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố qua phần mềm. Vì khi có quy định cho đóng phí sử dụng, người dân được chủ động hơn trong việc bố trí bàn ghế, mô hình, phương án kinh doanh trên hè phố. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận đăng ký thuê vỉa hè qua phần mềm. Ủy ban Nhân dân quận 1 sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được thông tin, lập đoàn kiểm tra sơ kết, đánh giá để triển khai sâu rộng trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 trường hợp đăng ký sử dụng vỉa hè với tổng số phí dự kiến thu là 430 triệu đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc Ủy ban Nhân dân quận 1 thí điểm trước với 11 tuyến đường có ý nghĩa thúc đẩy tiến độ thu phí vỉa hè lòng đường ở các địa phương còn lại trên địa bàn thành phố. Hiện nay, ngoài quận 1, các địa phương khác đã rà soát danh mục các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện để sử dụng tạm thời một phần ngoài mục đích giao thông. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay được tổ chức kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014 đến năm 2024. Theo đó, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, nhằm ngày 15 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Trong đó, lễ khai mạc và lễ khai hội kết hợp với việc kỷ niệm 10 năm lễ hội này được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các phần nghi lễ truyền thống như lễ phục hiện trước tượng Bà Chúa Xứ, lễ hội đường phố và lễ tắm Bà Chúa Xứ. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hàng năm là dịp để thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 vừa công bố những hoạt động đặc sắc. Năm nay thì lần đầu tiên vườn cây hữu nghị sẽ được khánh thành nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Hành trình làm nông hạnh phúc, điểm nhấn của lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 là chuỗi hoạt động kêu gọi tinh thần đoàn kết chung tay bảo vệ môi trường, đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp, giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm xanh, hội thi Green Unity Campaign, triển lãm mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình nông nghiệp du lịch xanh Suối Tiên và lễ khánh thành vườn cây hữu nghị Friendship Garden. Lễ khánh thành sẽ tổ chức dưới dạng chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của Hội hữu nghị Việt Nam các nước. Buổi lễ sẽ có sự tham dự của lãnh sự quán đến từ 27 quốc gia. Khuôn khổ lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2024 còn có nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi tạo hình nghệ thuật bằng trái cây 27 năm giữ lửa, phố ẩm thực văn hóa ba miền Bắc Trung Nam, bộ sưu tập trái cây độc lạ, sơ diễu hành Suối Tiên Farm, rẽ sóng vươn mình hội nhập. Bên cạnh đó, ngày hội sinh vật cảnh cũng được kỳ vọng là hoạt động nổi bật, truyền tải thông điệp tình yêu thương động vật, sân chơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của những người có cùng sở thích nuôi bò sát làm kiểng. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8, với nhiều ưu đãi dành cho khách tham quan nhí nhân quốc tế thiếu nhi. Hàng ngàn nhà máy sẽ phải di dời, hàng chục khu công nghiệp không còn phù hợp trong giai đoạn mới sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng. Đó là chủ trương lớn của Đảng bộ chính quyền tỉnh Bình Dương trong tầm nhìn tới năm 2045. Cơ quan chức năng kỳ vọng là thông qua triển khai thực tế sẽ có thêm kinh nghiệm và nhận được sự đồng thuận của các chủ thể bị tác động của chủ trương lớn này. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Khu công nghiệp Bình Đường có diện tích 16,5 hectare sẽ là khu công nghiệp đầu tiên chuyển đổi thành khu dịch vụ và thương mại.
Vì vậy, nhà máy may mặc này nằm trong khu công nghiệp với 2.000 công nhân cũng phải chuyển đi nơi khác. Theo Hiệp hội Dệt may da dày tỉnh Bình Dương, ngành này lo ngại nhất là biến động lao động. Khi giờ như vậy thì cái số lực lượng lao động của mình nó sẽ bị giảm bớt. Như vậy cái năng suất, công suất của nhà máy sẽ không đạt được yêu cầu cũng như là các đơn hàng. Hiệp hội gốm sứ tỉnh cũng băn khoăn, ngành nghề này đã chuyển đổi xanh để thích ứng sản xuất trong đô thị. Việc di dời sẽ khó lôi kéo được nghệ nhân gốm sứ vốn đã định cư ổn định nơi hiện hữu, nên chăng không nên áp dụng máy móc với đề án di dời. Không phải là cứ nói là đô thị hay dịch vụ hoàn toàn không có công nghiệp. Quan trọng là cái công nghiệp nào, ngành nào phù hợp với trong cái khu đô thị, khu dịch vụ đó. Chứ nếu mà nói hoàn toàn khu đô thị mà cái khu công nghiệp nó cách xa thì là xa, thì liệu cái khu đô thị đó nó có phồn thịnh hay không? Người ta ở đó người ta làm cái gì? Trong cuộc làm việc với các hiệp hội, ngành nghề, lãnh đạo Sở Công Thương, đơn vị chủ trì đề án di dời nhà máy khu công nghiệp cho biết, các doanh nghiệp không đạt 3 tiêu chí, bao gồm quy hoạch, môi trường, phòng cháy và chữa cháy sẽ phải di dời. Nhưng dù vậy, đề án đã xác định rõ mục tiêu, đảm bảo sự đồng thuận, phục vụ hài hòa lợi ích theo thứ tự ưu tiên, người lao động, doanh nghiệp, nhà nước và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc di dời, kế hoạch di dời các nhà máy ở khu vực phía Nam lên vào khu cụm công nghiệp ở phía Bắc, chúng tôi đã tính rất là cẩn thận và kỹ lưỡng để làm sao hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động cũng như là của chính quyền để được sự đồng thuận cao. Và có như vậy thì chúng tôi mới chuyển dịch cơ cấu thành công trong quy hoạch của tỉnh giai đoạn mới này. Tỉnh Bình Dương đã quy hoạch 33 khu công nghiệp, cụm công nghiệp để phục vụ cho việc di dời. Các khu công nghiệp và cụm công nghiệp này sẽ được phát triển kèm theo hạ tầng xã hội đầy đủ. Lãnh đạo Sở Công Thương cũng khẳng định hệ thống giao thông đã và đang đầu tư đầy đủ, đảm bảo khi di chuyển nhà máy tới bất cứ đâu thì vận chuyển hàng hóa tới cảng không quá 1 tiếng đồng hồ. Bản tin Kinh tế và Tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.